Xin chào các bạn đến với Nhà đẹp Can CX. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng công ty tư vấn kiến trúc Nhà đẹp Can CX. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ hồ sơ ngày hôm nay. Thì đây là một bộ hồ sơ được thiết kế cho anh Minh tại thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Anh Minh có nhu cầu thiết kế một ngôi nhà 2 tầng. Thì qua tìm hiểu thì anh đã chọn gói thiết kế từ xa từ đơn vị 2X thiết kế cho anh. Và hình thức từ xa thì anh sẽ là chuyển khoản một phần cọc trước, rồi sau đó thì 2X sẽ lên phương án cho anh dựa vào những cái thông tin mà anh cung cấp về đất, hướng đất, về tuổi của nhà anh, rồi bao nhiêu thành viên trong gia đình. Và 2X dựa vào trên cơ sở đó nắm rõ những cái tâm tư, nguyện vọng của anh Minh và thiết kế cho anh một ngôi nhà mà anh rất ưng ý, một ngôi nhà 2 tầng có 4 phòng ngủ. Trước khi giới thiệu về ngôi nhà này thì nếu bạn là người lần đầu tiên đến với Nhà đẹp Can CX thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật nhiều mẫu nhà đẹp tiếp theo. Hiện tại Nhà đẹp Can CX đang sở hữu số lượng người rất lớn về số lượng người đăng ký. Các bạn hãy truy cập vào Can CX, nhấn vào đăng ký ở khu vực này, nhấn vào chuông thông báo ở khu vực này để mỗi khi mà có video up lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Website và Facebook của Nhà đẹp Can CX ở đây. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì đây là một mẫu nhà 2 tầng được thiết kế cho anh Nguyễn Văn Minh. Đó là một bộ hồ sơ rất là chỉnh chu. Các bạn sẽ thấy là phối cảnh từng góc mặt tiền. Đây là phối cảnh từ mặt bên phải của công trình, mặt chính diện, mặt nhìn từ trên cao và mặt nhìn từ phía phải công trình. Đây, bây giờ ta sẽ ngắm mặt trước công trình. Đây là một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật rất là hiện đại, được kết hợp giữa các phào chỉ nổi bật ở cái phần tường này. Ở xung quanh góc tường này thì sẽ làm cột giả các bạn nhé. Cột giả này thì sẽ tạo sự chắc chắn cho công trình. Và kết hợp với hệ mái Nhật hiện đại, kết hợp với các gờ chỉ phân tầng ở trên này, các gờ chỉ phân tầng ở những khu vực này thì sẽ tạo cho ngôi nhà một sự phá cách và hiện đại riêng. Đấy, ở những khu vực này các bạn nhé. Này, sẽ sơn màu khác đi, đây là màu gỗ. Và ở phía chân tường này thì sẽ ốp đá tự nhiên các bạn nhé. Này, ở những khu vực này sẽ ốp đá tự nhiên. Đá tự nhiên này thì rơi vào đơn giá là 120.000 đến 140.000 trên 1 m². Hệ cột sảnh ở khu vực này, hai hệ cột sảnh này rất là lớn, ốp đá hoa cương các bạn nhé. Đây, ở những khu vực này, sảnh thì sẽ ốp đá hoa cương. Và phía sân chơi này thì sẽ làm các hệ lam bê tông và sơn màu giả gỗ. Về hệ cửa thì cửa chính và hệ cửa sổ sẽ sử dụng là hệ nhôm sinh pha, kính cường lực 8 ly 38 các bạn nhé. Đơn giá hiện nay trên thị trường thì rơi vào khoảng 2 triệu đến 2 triệu 2 trên 1 m². Bây giờ ta sẽ khám phá bên trong công năng của công trình. Công năng của công trình bao gồm là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ thứ nhất và phòng thứ hai là ở phía tầng 1. Diện tích của công trình theo chiều ngang là 8m2 phủ bì và theo chiều sâu là 10m2 phủ bì. Các bạn sẽ thấy đi vào sảnh là 3 bậc, phòng khách có diện tích là 15m², phòng bếp là gần 20m², phía sau sẽ là nhà vệ sinh kết hợp với phòng tắm. Rồi, phía bên trái thì sẽ là hai phòng ngủ, một phòng ngủ thì rộng là 14,5m², còn phòng phía trước thì sẽ rộng là 13m² các bạn nhé. Đây, ở phía này thì sẽ một có cửa phụ đi vào. Thì với mặt bằng 2D này thì hãy luôn kết hợp với 3D để gia chủ dễ hiểu trong việc hình dung chức năng của ngôi nhà. Đây là 3D các bạn nhé. Ngoài 3D tính thì còn có 3D động. Đấy, kết hợp với phần mềm để thờ thầy xem lại cái video này thì biết được tất cả ngóc ngách của công trình và diễn họa như thế nào. Tất cả ngóc ngách của công trình được hãy diễn họa bằng phần mềm 3D rất trực quan. Rất ít đơn vị trên thị trường hiện nay thì rất ít đơn vị có những công nghệ như thế này các bạn nhé. Đấy, nên các bạn
đòi hỏi những cái công nghệ này thì rất khó để mà họ áp dụng và trình diễn cho các bạn như thế này được. Đấy, các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng bên trong của công trình. Đây là phòng khách các bạn này. Đây là phòng bếp này. Phòng bếp này thì ở phía chậu rửa này thì sẽ có cửa sổ rất là thoáng. Phòng ngủ thì mỗi bên đều có một cửa sổ ở phía trước này, cửa sổ mặt bên này và cửa sổ hút gió ở phía sau. Các bạn sẽ thấy. Tiếp theo sẽ là mặt bằng tầng 2. Mặt bằng tầng 2 thì gồm có đi lên phía này sẽ là phòng ngủ thứ tư, diện tích là 12,3 mét vuông. Phòng ngủ thứ ba diện tích là 14,5 mét vuông. Phía trên thì sẽ hai phòng ngủ, đường luồng đi về phía vệ sinh chung phía sau và sân phơi phía trước rộng là gần 15 mét vuông, rất là rộng rãi và thoải mái. Phía này thì ta sẽ trồng hoa và làm sân vườn cà phê. Đấy, ngồi chơi trên này rất là mát. Phía trước ở phía bên trái thì sẽ là phòng thờ 13 mét vuông. Cửa sổ ánh sáng ở đây. Đấy, mỗi bên đều có cửa sổ hết. Công trình này có chi phí đầu tư từ 800 triệu với vùng quê đến 1 tỷ với các vùng thành phố. Nếu các bạn yêu thích cái mẫu hồ sơ này thì hãy liên hệ với HX để lấy hồ sơ với giá giảm 50%. Các bạn chỉ cần mất một ít kinh phí để sở hữu bộ hồ sơ này và hãy liên hệ ngay với HX để lấy hồ bộ hồ sơ này. Đó là công năng 3D của tầng 2, diễn họa cho các bạn xem. Rất là trực quan thế này để gia chủ và thợ thầy có một cách nhìn trực quan về tất cả các ngóc ngách của công trình. Đây là một điều mà anh Minh rất là thích ở 2X là có diễn họa 3D trình chiếu video như thế này để gia chủ và thợ thầy có một cái nhìn trực quan về ngôi nhà mà mình chuẩn bị xây dựng. Đấy, các bạn sẽ thấy chức năng của tất cả các phòng. Đây là phòng thờ, phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai, nhà vệ sinh chung. Phía đây là sân chơi. Rất là trực quan thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy một bộ hồ sơ này thì luôn kết hợp 2D với 3D. Các bạn sẽ thấy là các tầng mái được kết hợp rất là trực quan thế này. Đấy. Ok. Như vậy, vừa rồi các bạn vừa xem một mẫu nhà được thiết kế cho anh Minh. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ ngay với hết. Các bạn ưng ý mẫu nào trên mạng Internet thì hãy gọi ngay với hãy 0854 989 768 để được thiết kế với giá ưu đãi nhất thị trường các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.